chào các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Hôm nay chị sẽ tiếp tục chơi dán hình sáng tạo trang phục búp bê nhé. Và quỹ ngày hôm nay có chủ đề là cuốn con. Rồi giờ chúng ta hãy cùng đến với trang dán hình đầu tiên. Một bạn cuốn con mới. Tilly đang chọn một bạn cuốn con mới. Cô bé muốn tìm một bạn cuốn thật là thân thiện và thích chơi đùa. Tilly thấy thật khó lòng quyết định xem là mình thích bạn cuốn nào nhất. Trang sách tiếp theo. Trong công viên, mỗi sáng, Emily và Kara lại dẫn những bạn cuốn con của mình đi dạo trong công viên gần nhà. Tất cả đều rất thích được chơi đùa cùng nhau. Những bạn cuốn con khác cũng chạy đến để chơi cùng. Tản bộ trong mùa đông. Sáng nay, Lara và Ruby thức dậy thì thấy tuyết đã phủ trắng một vùng đất. Hai bạn mặc trang phục mùa đông và đi đôi bốt. Sau đó, mặc áo khoác cho những bạn cuốn con để chúng được ấm áp. Bây giờ là hoạt động đến thẩm mỹ viện. Holly và Alice làm việc ở thẩm mỹ viện thú cưng. Những người chủ sẽ đưa cuốn cưng của họ đến đây để tắm gội, tỉa lông và cắt móng. Một số bạn cuốn cưng tỏ ra rất là thích thú, nhưng có một số bạn khác lại không mấy vui vẻ.
trường huấn luyện cún. Mỗi tuần một lần, Natalie và Elena lại đưa cún con của họ là Mitzi và Max đến lớp huấn luyện. Những bạn cún con học cách ngồi xuống và đứng lên theo hiệu lệnh, cũng như là chạy đến khi nghe thấy tên mình. Bên bờ biển, hôm nay là một ngày ấm áp đầy nắng. Alisa và Beth đang vui đùa cùng những bạn cún con của họ bên bờ biển. Ban đầu, những bạn cún con có chút sợ hãi trước những con sóng, nhưng sau đó, chúng lại thích thú chạy quanh và nghịch nước. Một ngày mưa. Hằng ngày, những người bạn thường đi dạo vào buổi sáng và buổi chiều, bất kể thời tiết. Những bạn cún được mặc áo mưa có vẻ cũng không sợ mưa và những vũng nước. Ghé thăm bác sĩ thú y. Bonnie đưa những bạn cún cưng của mình đến gặp bác sĩ thú y. Sky bị thương ở chân khi đuổi theo Luna quanh công viên. Còn Annika đã sát trùng rồi băng bó cho bạn cún. Chơi đùa vui vẻ. Những bạn cún con thường thích chơi với bóng và nhai các thứ. Ellie và Maya đang chơi với những bạn cún, nhưng họ cũng chú ý quan sát để đảm bảo rằng các bạn cún không bị quá mệt hay quá hưng phấn. Bữa tiệc cún con. Hôm nay là sinh nhật của Cassie và bạn ấy tổ chức một bữa tiệc theo chủ đề cún con. Bạn ấy đã mời tất cả những người bạn cùng cún con của họ đến dự tiệc sinh nhật.
bong bóng. Megan đang thổi bong bóng với một loại dung dịch thổi bong bóng đặc biệt an toàn cho vật nuôi. Cô chó Amber của bạn ấy và cô chó Honey đang nhảy quanh Jesse, cố bắt lấy những quả bong bóng. Những bạn cún say ngủ. Đừng làm những bạn cún con thức giấc nhé. Chúng đang rất mệt mỏi sau một ngày chơi đùa vui vẻ và phấn khích đấy. Các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh ơi, vậy là chị đã chơi xong quyển sách dáng hình sáng tạo trang phục búp bê, chủ đề là cún con rồi. Chắc hẳn những bạn nào mà yêu mến cún và các loài động vật khác thì sẽ rất là thích quyển sách này đúng không nè. Chúng ta vừa được chơi dán hình mặc đồ cho búp bê, vừa được chơi cùng với những bạn cún rất là dễ thương. Bạn nhỏ nào muốn mua, các em có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu và hẹn gặp lại các em trong video sau.